Đêm nay là dằm trung thu rồi. Sớm như vậy sao? Mình phải báo cho người trái đất biết trước khi nó xuất hiện. Gặp lắm rồi. Đây rồi, người dân đây rồi. Mình phải nhanh lên trước khi quá muộn. Đây rồi, bắt buộc bắt đây rồi. Mấy cái thằng nhóc này, chạy đi nhanh lên, sơ tán người dân nhanh lên. Nó sắp đến rồi, tai họa sắp đến rồi. Hả? Ai nhìn như cuối trụ chú quậy này. Chú quậy đây. À ơi nhỉ, hôm nay trung thu mà. Thế chú quậy đây, thế chị Hằng đâu? Chắc là trốn chị Hằng xuống đây để chạy xô đây mà. Hôm nay nhiều chương trình trung thu lắm. Được rồi. Giống chú quậy rồi đấy. Như bước từ cung trăng xuống. À mà thôi, vào game rồi anh em. Vào game rồi. Nhanh. Ôi dồi ôi, giờ này còn chơi game cái gì? Mà chúng mày chơi game gì đấy? À, game này ý, là game Thái. Cái bọn này, bao nhiêu trò chơi tinh hoa dân tộc Việt Nam chúng mày không chơi, mà lại đi chơi cái game Thái là như nào? Thế game Thái gì? Game Thái Cổ Phong Mạc, một con game đẳng cấp mà bọn em đang chơi. Sử dụng công nghệ đồ họa 3D tân tiến nhất hiện nay. Game mang phong cách tiên hiệp ấn tượng với một tông màu vô cùng bắt mắt. Thả ta game mượt mà, đồ họa chân thực, thể hiện rõ sự tráng lệ của các công trình cũng như bối cảnh đồ sộ ở trong game. Ôi, ảo thế nhở? Game ở trái đất bây giờ đã xịn thế này rồi sao? Người chơi có thể sở hữu siêu thú cưng là những thần long uy mãnh, giúp người chơi có thể bay lượn, chiến đấu với cả kẻ thù ở trên bầu trời. Cảm giác cực kỳ tự do tự tại, giống như là thần tiên tiêu dao giang hồ vậy. Mình thì cưỡi cây đa, mà bọn này bây giờ cưỡi rồng đi PK. Không dừng lại ở đó, game còn tạo điều kiện cho người chơi innova lẫn nhau. Trong đấu trường hỗn chiến có hàng trăm nghìn người va nhau giữa các bang phái, va luôn cả boss cơ. Thế thích va là va à? Game cũng dễ chơi nhở? Không anh ơi, ai lại va bừa thế? Chiến lược và teamwork mới quyết định thắng bại, và quyết định xem ai sẽ trở thành anh hùng huyền thoại trên chiến trường. Nếu chiến đấu trong hình dạng người chưa đủ thỏa mãn, Thái Cổ Phong Mạc còn giúp người chơi hóa thân thành các đại thiên thần, đạt được kỹ năng độc quyền của mình này, đối đầu với ma thần, trải nghiệm chiến đấu siêu phàm, viết lại truyền kỳ. Ô, ta là thần tiên rồi, cần gì phải hóa thân nữa? Thế anh có iPhone 14 Pro không? Không. Thế ông anh có xe Honda CBR để lượn trên cung trăng không? Không. Thế thì anh phải tải ngay Thái Cổ Phong Ma qua link ở phần mô tả và bình luận. Cùng với đó là nhập code này khi đi vào game để nhận phúc lợi đầu game mạnh ngay từ trong trứng. Ngoài ra còn có cơ hội nhận được những phần quà đẳng cấp ở trên, cùng với hàng nghìn phần quà hấp dẫn khác nhá. Tải ngay Thái Cổ Phong Ma. Ui, game hay đấy. Nhưng mà bây giờ không phải là lúc chơi game. Chạy ngay đi. Sắp đến rồi đấy. À cái gì? Hai. Chạy nhanh lên rồi. Ui, từ từ đã nào. Rốt cuộc là chúng ta đang chạy trốn cái gì? Một con quái vật từ mặt trăng có sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Nó đang từ mặt trăng xuống ra đất và sắp tiêu diệt toàn bộ loài người rồi. Mau sơ tán mọi người ngay lập tức đi. Khoan đã, nhưng sao đúng ngày này nó mới xuống đây? Sao nó không đến từ trước đi? Khi mà đến trăng rằm tháng 8 là thời điểm mặt trăng tròn nhất. Khi đó mặt trăng và trái đất tương thông với nhau thì ta và chị Hằng mới xuống đây chơi được. Ở trên mặt trăng còn có những con quái vật khác nữa, nhưng chính nhờ những trò chơi dân gian ở dưới trái đất như là rước đèn ông sao, làm bánh trung thu và múa lân sư rồng, có rất nhiều những trò chơi khác nữa đã giúp đẩy lùi những con quái vật đó, không cho chúng bé bẻ tới đây. Thế sao bây giờ nó lại đến được đây? Vì truyền thống bị mai một, giới trẻ ngày nay đang thờ ơ với ngày lễ trung thu. Không phá cô, không rước đèn, chỉ cắm mặt vào điện thoại, lại còn mua những món đồ linh tinh không phù hợp với ngày lễ. Lũ quái vật mặt trăng nhờ thế mà mạnh lên rất nhiều. Và đúng vào năm nay, một con mạnh nhất đã lọt xuống trái đất rồi. Cho nên ta phải xuống đây để cảnh báo người dân sơ tán đây. Nghe vô lý nhưng mà cũng thuyết phục phết đấy. Mà hôm nay trung thu, nói gì mà chả được đúng không? Đúng rồi. Không tin được bồ mấy ông chú quậy đâu. Làm gì có chuyện này có thật được. Người ta câu nói nhăng nói cuội. Game đi lắm. Nó chứng gì không? Tôi chết rồi, nó đến rồi. Đâu? Vở kịch đi quá xa rồi anh ơi, sao cái kiểu gì mà kỹ xảo giống như thật đây? Kỹ xảo cái gì? Nó là real. Quái vật mặt trăng đấy á? Nó làm được cái gì? Đây là
quái vật bốc bình chứ không phải là quái vật trăng gì đâu. Ôi trời, chúng quái sao lại đắp ở đây, lộ thì sao? Sao bây giờ ông mới đến cảnh báo lại ngươi? Biết làm sao được, rằm tháng 8 tao mới xuống được đây. Thế con này bây giờ nó còn làm được những gì nữa? Ấy mới chỉ là khởi đầu thôi. Khi mà có đủ sức mạnh, nó còn có thể tàng hình, còn có thể phóng ra trăng khuyết cắt đứt mọi thứ. Và khi đạt đến trạng thái mạnh nhất, nó còn có thể điều khiển cả thủy triều, nhấn chìm nhân loại. Ôi giời ơi, nhân loại sắp diệt vong rồi. Ngày nữa. Này, thì có cách nào để ngăn cản không? Quái vật mặt trăng rất sợ những món đồ trung thu. Nếu chúng ta có thể sử dụng những món đồ trung thu để chống lại hắn thì có khả năng. Ơ, đồ trung thu? Làm sao bây giờ? Đồ trung thu kia. Trung thu à? Tao có món đồ trung thu ấy, cùng sử dụng mà. Đâu? Con quái mặt trăng kia, đại lúc bọn ta tiêu diệt ngươi rồi. Anh em lấy hàng ra. Đây chính là một món đồ chơi trung thu, chắc chắn sẽ tiêu diệt quái. Anh em chơi nào. 1, 2, 3. Biến đi. Kìa, không có tác dụng gì. Nhầm phim rồi chúng ạ. Ôi trời ơi, tao đến lại chú mày đấy. Katana chạy phố vớ vẩn đấy, là mới gần đây mới nhập khẩu với nước mình. Chứ nó có phải đồ chơi truyền thống đâu. Thế thì tìm đâu ra đồ chơi truyền thống? Nó là cái gì? Thứ quái vật mặt trăng sợ nhất chính là mặt nạ trung thu. Khi đeo mặt nạ lên, ánh trăng rằm sẽ ban cho người đeo sức mạnh để có thể đẩy lùi được những thế lực xấu xa. Đi tìm mặt nạ trung thu đi anh lên. Ôi giời ơi, nhưng mà nhớ phải tìm cái loại truyền thống ấy nhá. Mau chạy đi, tao gắn con này lại. Mày ơi, tao sợ quá, phải đi về nhà đi. Nhìn kìa, đồ chơi đây. Quán đồ chơi, biết đâu có mặt nạ trung thu ở đây. Mấy nhắc cháu, mua gì? Bóng nhá. Hay đá, bóng đá. Chú ơi, ở đây có mặt nạ phong cách trung thu ngày xưa không? Ui giời, mặt nạ trung thu á? Cái đấy mấy năm nay bán ế lắm, tao không nhập đâu. Làm sao nào đây? Ở đây chơi mà không có mặt nạ. Trời ơi, không có mặt nạ. Hình như mấy năm trước còn tồn mấy cái, để tao lục lại xem nhá. Tìm đi chú. Tìm đi ạ. Lên đây cháu. Chúng cuội lên đường bây giờ. Đừng hòng làm hai bọn trẻ. Hãy xem đây, bánh chứa lãnh địa phục ca nguyện chủ tử. Này, còn sót mỗi 4 cái này thôi nhá. May là chúng mày đấy. Cho tao vào phòng này đi. Cho tao vào phòng này đi. Mù vãi rồi. Nhận điện quá. Mà không kịp rồi. Đi thôi chúng mày. Đi đâu ấy? Không trả tiền à? Chú quầy. Chú quầy. Bọn em đã tìm được mặt nạ trung thu. Đúng là ngày xưa rồi này. Làm tốt là đúng là loại này rồi. Các cậu hãy đeo mặt nạ lại và nhìn lên trời. Ánh trăng rằm sẽ ban sức mạnh cho các cậu. Làm đi.
nhìn lên trời rồi anh em. Hoàn à, nếu biến hình chúng ta phải tạo dáng cho đúng nhất là thế chứ. Sư tử ăn cỏ, gao đỏ, kỷ con nhiều lắm. Tôi mong không gặp cướp lần này. Bắt ngươi nhé. Sư tử trẻ bây giờ khẩu hiệu gì lạ đấy. Gặp quái là phang, siêu nhân điện quang. Thằng này đang đánh nhau lại giơ tay lên bảng à? Không. Thành công rồi mọi người ơi. Vậy là chúng ta đã biến hình thành các nhân vật cực hot trong mùa trung thu ngày xưa rồi. Tuyệt vời. Rồi chúng ta sẽ là Huyệt đội trăm năm. Cố lên mấy đứa. Bao ngoài giá phải ăn bằng được nữa. Xem gãy như ý của lão Tôn đây. Quá cầu. Yeah. Tình hình thế nào rồi? Hả? Không hay rồi. Nó đã đạt sức mạnh tối đa. Nếu như không đánh bại nó bây giờ, nó sẽ điều khiển thủy triều và nhấn chìm mọi thứ mất. Không còn cách nào khác. Bây giờ chúng ta phải triệu hồi siêu thú để lắp ghép thành robot đánh bại nó thôi. Mẹo à, anh em ở đây lừng lẫy như thế này mà cần phải gọi siêu thú à? Thế chúng mày định làm gì? Có làm gì nữa? Quá khổng lồ chứ làm gì? Thứ gì? Triệu hồi ba sư tử, chiến đấu cùng tối nào! Đi nào! Chúng nó hóa khổng lồ hết rồi! Mình phải làm gì nhỉ? À nhớ rồi! Spider-Man! Có một con robot siêu tốt khổng lồ! Em nói! Để triệu hồi nó xem nào! Triệu hồi! Leo Madon! Mẹ luôn nhiều khi mình mẹ hiểu được! Hay lắm! Này không quái vật, trái đất là của con người của ta, còn ngươi biến mặt trăng đi. Yeah! Thắng rồi, yeah! Tuyệt vời, khá lắm mọi đứa. Đánh đuổi được quái vật mặt trăng, ta bảo vệ trái đất rồi. Yeah! Các cậu làm tốt lắm. Không uổng công ta chạy 400.000 km xuống đây để cảnh báo cho các cậu. Tuy nhiên, nếu như văn hóa truyền thống ngày trăng rằm không được tiếp tục lưu truyền thì cứ mỗi năm quái vật mặt trăng sẽ lại xuống đây tấn công con người. Yên tâm đi chú quái, đến lúc đấy chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng chiến đấu với bọn chúng. Không những thế, để ngăn chặn bọn chúng tấn công, bọn tôi hứa sẽ không phải chơi nữa mà quảng bá nét đẹp văn hóa truyền thống ngày trăng rằm cho tất cả mọi người, ngăn cản chúng đến trái đất ngồi thế thưa ạ. Xem ra chuyến đi xuống trái đất của ta ngày hôm nay thành công lớn rồi. Bây giờ vẫn còn sớm, chúng ta hãy phá cỗ và cùng nhau rước đèn nào mọi người. Đi thôi. Của tao. Mấy cái thằng kia giả tiền cho tao. Anh em nào có nick YouTube đăng nhập vào subscribe cho tôi. Ít một subscribe nhiều thì like, share, comment. Anh em hiểu không nhỉ?